VFC, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vàng lá, thối rễ, lở cổ rễ là những bệnh thường gặp trên cây sầu riêng khi bước vào mùa mưa. Nguyên nhân là do tuyến trùng rễ sầu riêng xâm nhập vào hệ thống rễ của cây, phá hủy các mô rễ, làm cản trở quá trình vận chuyển nước và chất dinh dưỡng cho cây. Điều này khiến cho cây sầu riêng bị suy yếu, lá vàng, xoăn, rụng do bộ rễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, theo các vết thương, các đối tượng nấm Phytophthora, Fusarium, Phytium xâm nhập và gây nên bệnh vàng lá thối rễ, lở cổ rễ trên sầu riêng. Kính chào bà con nông dân, những khán giả thân thiết của chuyên mục VFC Nông nghiệp Hội nhập, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC thực hiện. Giới thiệu với bà con nông dân, bên cạnh Hải Hà đây là kỹ sư Trần Tấn Phát thuộc lực lượng tiếp sức cùng nông dân của Công ty VFC tại tỉnh Đắk Lắk. Tham gia chương trình ngày hôm nay, kỹ sư Trần Tấn Phát sẽ giải đáp một số vấn đề về bệnh hại trên vườn cây sầu riêng như một số hình ảnh chúng ta vừa được xem đó ạ. Vâng, cảm ơn MC Hải Hà. Xin kính chào quý bà con mình đang xem chương trình Nông nghiệp Hội nhập. Dạ vâng, vừa rồi Hải Hà cùng với kỹ sư Phát có đi tham quan một số vườn cây sầu riêng và thấy có những biểu hiện như là vàng lá, thối rễ, lở cổ rễ. Vậy thì ở góc độ chuyên môn, kỹ sư Phát có thể phân tích rằng cái nguyên nhân này dẫn đến cái tình trạng như thế này là bắt nguồn từ đâu ạ? Dạ vâng, thì cảm ơn MC Hải Hà. Kính chào quý bà con mình xem đài. Tuyến trùng thì đã là không phải là một cái vấn đề mà quá xa lạ với bà con mình trong vườn sầu riêng. Thì nó gây hại chính ở cái giai đoạn là đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Thì ở cái giai đoạn này đất thường rất là tới xốp, và đặc biệt là ở vùng đất mà có độ thoát nước nhanh thì chúng phát triển, phát sinh và tấn công rất là mạnh. Thì tuyến trùng thì nó kích thước rất là nhỏ, chỉ từ 1 mm, nên là thành ra bà con mình không thể thấy bằng mắt thường được. Và khi mà chủ tấn công, đây là một cái cầu nối mà để cho các loài nấm mà có trong đất nó tự đẩy và nó tấn công lên và nó biểu hiện mà bà con mình có thể quan sát được bằng mắt thường, đó là bệnh vàng lá thối rễ và lở cổ rễ mà bà con mình có thể thấy được. Dạ vâng, để mà giúp bà con nông dân chúng ta tìm ra được cái giải pháp điều trị tuyến trùng và các đối tượng bệnh hại một cách hiệu quả nhất, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi gặp gỡ vị nhà nông nào vậy thưa kỹ sư? Dạ. Thì vâng, xin kính mời MC Hải Hà và bà con mình đang xem đài cùng đến với xã Ea Hồ, huyện Ca Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk để gặp gỡ anh nông dân Nguyễn Văn Năm. Đây là một nông dân có một kinh nghiệm về cái canh tác sầu riêng trên vườn rất là lâu năm ạ. Dạ vậy bây giờ mình đi luôn anh ha. Dạ. Dạ, chào anh Năm ạ. Dạ, vừa rồi Hải Hà có được nghe kỹ sư Phát chia sẻ là anh Năm đã có kinh nghiệm trong việc quản lý tuyến trùng và nấm bệnh hại. Vậy thì ngày hôm nay anh Năm có thể chia sẻ cho bà con nông dân được biết về cái kinh nghiệm quản lý của mình không ạ? Ừ, thì trong quá trình làm thì tôi cũng đúc kết ra được một số kinh nghiệm là quản lý hiệu quả tuyến trùng rễ và các nấm bệnh trong đất. Thì nói chung thì tôi cũng tin tưởng sử dụng giải pháp của Tepigo và Ridomin dùng để tưới cho cây hàng năm. Một năm thường tôi thường tưới hai đợt, đó là đợt một là trước khi mùa mưa bắt đầu, đợt hai là sau khi mùa mưa kết thúc. Sau khi thu hoạch xong, kiểm tra nếu mà thấy vườn cái rễ cây đồ nó bị đứt gãy nhiều, cây suy yếu thì tôi cũng tưới thêm một đợt nữa để bổ sung bằng phương pháp này. Vậy thì cách pha chế và tưới như thế nào là phù hợp vậy anh? Sau khi được kỹ sư VFC chia sẻ thì vườn tôi cũng pha chế đúng liều lượng, đó là 200 ml Tepigo và 400 g Ridomin pha với 200 l nước dùng để tưới gốc cây. Khi tưới thì tùy theo cây to nhỏ mà mình tưới lượng nước khác nhau, trung bình thì khoảng 20-30 l một cây. Khi tưới thì không có tưới trực tiếp vào gốc cây mà tưới quanh tán. Trước khi tưới thì nên cào lá ra cho nó sạch,
để cho quá trình hấp thụ của thuốc nó dễ dàng hơn. Và với bộ đôi sản phẩm Tevigo 020SC và Ridomingo 68VWG để tưới gốc trước và sau mùa mưa, thì anh cảm thấy hiệu quả của sản phẩm này mang lại như thế nào ạ? Sau nhiều năm sử dụng thì tôi rất tâm đắc với giải pháp này. Sau khi tưới xong thì tôi thấy rễ ra nhiều và rất trắng, rễ non ra rất trắng. Hầu như các cây không có bị các bệnh do tiếng trùng rễ và nấm gây nên, giống như vàng lá, thối rễ. Phần nào đó cũng giảm được nấm Phytophthora xâm nhập cây lợi của rễ, cũng như là các tiếng trùng chích thuốc ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và nước của cây. Thưa kỹ sư Phát, thì qua cái phần chia sẻ rất là nhiệt tình của anh Năm đã giúp bà con phần nào tìm ra được cái giải pháp mà anh Năm đã sử dụng với cái bộ đôi Tevigo 020SC và Ridomingo 68VWG. Vậy thì cơ chế nào mà giúp cái bộ đôi này quản lý rất là hiệu quả các loại nấm bệnh như vậy ạ? Đặc biệt là tuyến trùng và các đối tượng nấm bệnh hại trong đất. Vâng, cảm ơn MC Hải Hà và anh Năm về chia sẻ về cái giải pháp Tevigo 020SC và Ridomingo 68WG để quản lý tuyến trùng và nấm cỏ trong đất. Thì đối với cái sản phẩm Tevigo 020SC, đấy là cái sản phẩm chuyên trị tuyến trùng với hoạt chất abamectin chuyên biệt ở dạng SC, giúp hiệu lực thuốc kéo dài và tiêu diệt tuyến trùng lâu hơn. Ở đây thì nó có công nghệ và phụ gia chuyên biệt để giúp hiệu lực thuốc kéo dài và chống hiện tượng rửa trôi. Cái công nghệ có trong Tevigo 020SC ở đây là công nghệ chế lắc sắt. Công nghệ này thì có chứa những cái hợp chất hữu cơ làm tăng lên số lượng vi chất giúp cây dễ tiêu hơn, và đặc biệt thì nó tạo lên một cái quả cầu sắt bảo vệ các cái phân tử abamectin, chống được cái hiện tượng rửa trôi của bà con mình. Đối với sản phẩm Ridomingo 68WG, đấy là một sản phẩm không còn quá xa lạ đối với bà con nông dân mình làm vườn. Thì sản phẩm Ridomingo 68WG này thì bà con mình vừa có thể phun trên lá và có thể đổ gốc để quản lý hầu hết các loại nấm đất, và đặc biệt đó là nấm Phytophthora. Thì nó có cái tác động đó là tiếp xúc, lưu dưỡng mạnh và hấp thụ nhanh và lan tỏa đến cái bộ phận của cây trồng. Cái sản phẩm Ridomingo 68WG này thì nó có tác động đến các tế bào nấm, ức chế tiêu diệt các tế bào nấm bằng cách là ức chế các enzyme xúc tác tạo ra các cái năng lượng ATP và ngăn cản sự hình thành sự tổng hợp của RNA, để từ đấy là có trong bao tử nấm và tiêu diệt được cái bao tử nấm của bà con mình. Thì nhờ cái hai hoạt chất bổ trợ và hỗ trợ lẫn nhau thì nó có thể quản lý được đa số các loài nấm có trên vườn sầu riêng của bà con mình. Nhờ cái tính năng đó là lưu dưỡng mạnh thì nó có thể bảo vệ được lẫn bên trong và bên ngoài, giúp cây trò ông bà con mình xanh sạch bệnh và hấp thụ nhanh, thì chống được hiện tượng rửa trôi sau khi nhanh chóng, và bà con mình phun sau khi 30 phút thì đã có thể được bảo vệ được cái bộ rễ bà con mình. Đối với cái giải pháp này, bà con mình có thể sử dụng cái liều lượng là 200ml Tevigo 020SC kết hợp với 400g Ridomingo 68WG để bà con mình tưới gốc như anh Năm có chia sẻ. Và ngoài ra thì bà con mình có thể luân phiên với thuốc Prothiram 80WG với Ridomingo 68WG để bà con mình quản lý được cái tuyến trùng và nấm một cách hiệu quả nhất. Chúc bà con mình áp dụng công thức một cách hiệu quả và có một mùa vụ bội thu. Không riêng vườn sầu riêng của nông hộ Nguyễn Văn Năm, nhờ áp dụng thành công giải pháp của công ty VFC với bộ đôi sản phẩm Tevigo 020SC và Ridomingo 68VWG đã quản lý hiệu quả tuyến trùng và các đối tượng nấm trong đất, giúp rễ khỏe, vườn xanh. Qua tìm hiểu thực tế một số vườn khác, bà con nông dân cũng bày tỏ sự hài lòng với hiệu quả đạt được khi sử dụng bộ đôi sản phẩm của công ty VFC. Trước kia thì vườn tôi cũng có bị tiếng trùng và nấm đất, nhưng mà lúc đầu thì cũng chưa có tìm hiểu về chủ quan, nên từ khi thì phát hiện thấy nhiều thì bắt đầu tìm hiểu và được VFC
giới thiệu bộ sản phẩm và Tec Vigo và Rinomin thì khi đó thì sử dụng thấy nó hiệu quả và cây bắt đầu xanh lá trở lại. Thì trong quá trình tôi sử dụng cái bộ Rinomin với Tec Vigo thì tôi thấy rất chi là hiệu quả, rễ tươi ra cây sẽ phục hồi trở lại. Từ khi mà tôi làm sầu riêng giờ tôi xài chắc cũng cỡ tầm được 5-7 năm rồi á. Trong quá trình mà tôi sử dụng tôi thấy nó rất chi là hiệu quả, chắc chắn là chắc tôi sẽ không thay đổi, tôi sẽ dùng cái bộ đó. Hãy tưới Tec Vigo vào đầu và cuối mùa mưa, diệt sạch tuyến trùng, rễ khỏe vườn xanh. Rinomin Gold mới, bao bì vàng, công nghệ vượt trội, phụ gia chuyên biệt, tăng nhanh và đều trong nước, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh, giúp bảo vệ cây trồng toàn diện, khẳng định niềm tin vàng. Rinomin Gold, sự bảo vệ linh hoạt. Thưa bà con nông dân, qua những lời chia sẻ vừa rồi của bà con nông dân ở đây, với cái hiệu quả mang lại của bộ giải pháp Tec Vigo 020SC và Rinomin Gold 68VWG, bà con nông dân chúng ta không còn quá lo lắng trong việc quản lý các tuyến trùng và đối tượng nấm bệnh hại trước và sau mùa mưa nữa. Đến đây thì thời lượng chương trình VFC Nông nghiệp hội nhập kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn kỹ sư Trần Tấn Phát và nông dân Nguyễn Văn Năm đã đồng hành cùng chương trình. Bà con nông dân có thể xem lại chương trình trên website gialaitv.vn hoặc trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, truyền hình Gia Lai và fanpage VFC. Xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân. VFC Nông nghiệp hội nhập.